Anh xin trân trọng kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo hôm nay. Và trong video ngày hôm nay em xin gửi đến quý vị các bạn những hình ảnh của khu vực Diên Khánh. Và hiện tại em đang đi trên con đường này, đó là con đường tỉnh lộ 2. Khu vực này là nó thuộc địa phận của xã Diên Lạc, thuộc huyện Diên Khánh ngày nay quý vị. Đoạn này thì vẫn còn thuộc xã Diên Phước quý vị. Đi tới một xíu nữa thì sẽ là thuộc địa phận của xã Diên Lạc. Hướng này là con đường tỉnh lộ 2 đó, vì có thể đi xuống trung tâm của thị trấn Diên Khánh á. Và qua đây là thuộc thôn Thanh Minh của xã Diên Lạc rồi nè quý vị. Chuyển thẳng là quý vị về trung tâm, cũng như là hướng đi về cổng thành của Diên Khánh. Bây giờ em sẽ mời cô chú các bạn di chuyển trên con đường tỉnh lộ 2 này, rồi sau đó mình sẽ đi về trung tâm của Diên Khánh nha. Đi về thành Diên Khánh nha. Chùa Sắc Tứ Minh Thiện. Con đường tỉnh lộ 2 này là một trong những con đường mới mở rộng và rất là đẹp của Diên Khánh này. Và đường này thì nó mở rộng từ cái đoạn của xã Diên Lạc qua hai địa phận xã Diên Lạc và xã Diên Phước thôi. Còn xã Diên Thọ thì vẫn là con đường cũ. Đi ngược lại hướng này, cô chú chị bạn sẽ đi lên Khánh Vĩnh, đồng thời cũng có thể đi Đà Lạt. Từ vị trí này đi Khánh Vĩnh thì tầm khoảng 17 cây nữa, khoảng 17-18 cây nữa. Con đường này mới mở rộng cho nên là nhà cửa đồ lên cũng khang trang hơn rồi, buôn bán kinh doanh thấy khá là nhộn nhịp. Đi con đường này mà lên là những cái mặt bằng chạy dọc mà. Ở đây thì rất là có giá trị luôn. Căn nhà mới xây và cũng còn những căn nhà cũ. Một số căn nhà cũ thì họ cũng sẽ đập xây lại thành ngôi nhà mới. Ở
mới là trường tiểu học Yên Lạc này, cơ sở 1. Nhà văn hóa thôn Thanh Minh 3 của xã Yên Lạc. Có nhà rồi, dân cư ở đây này lên hết rồi. Xây dựng cũng gần như chín hết, chỉ còn một vài cái lô đất trống thôi. Ở đây là gần với chợ của xã Vĩnh Lạc này, bên tay trái này là chợ. Rồi xã Vĩnh Lạc thì cũng nhỏ nhỏ thôi. Ở gì chỗ này là một cái quán cà phê Lạc Tiên. Ở Bắc Nam bên cạnh là quán phở nữa. Đây vị trí này là ngã ba này là ngã ba của con đường tỉnh lộ 2 với đường D6 này. Đây là hai con đường kết nối, quý vị đi trên con đường tỉnh lộ, con đường D6 này bên tay phải, để bên tay phải là hướng đi kết nối qua đường quốc lộ 27C. Con đường D6 là con đường kết nối từ tỉnh lộ 2 qua quốc lộ 7C rất đẹp, từ xã Dương Lạc đi qua xã Dương Hòa. Trên đường này có những căn biệt thự mới xây, khuôn viên rộng, thoáng mát ghê, quá là đẹp. Con đường này mọc lên, con đường này được mở rộng làm mới lại đẹp này. Hai bên mà khu vực này là buôn bán kinh doanh quá lý tưởng luôn rồi. Phía sau của những con đường này thì cũng còn những cái cánh đồng ruộng. Buôn bán kinh doanh rất đa dạng các mặt hàng, điện, đồ nước, tiện xây dựng, đồ điện tử, lo đồ các loại. Này bên tay phải là số lẻ này, bên tay trái là số chẵn. Đây còn số 9159 là số đang giảm lần của con đường tỉnh lộ 2. Di chuyển theo hướng này quý vị các bạn cũng có thể đi qua khu vực của nhà thờ Hà Dừa này, rồi cây cầu Hà Dừa, rồi đi vào cổng thành, cổng tây, cổng đông, bên trong vào bên trong thành Diên Khánh. Bây giờ em sẽ mời một chút các bạn đi vào bên trong thành Diên Khánh nha. Chỗ này là quán cà phê Bình Minh. Ở đây chúc mừng quý vị, đó là cái ngã ba. Lúc trước thì bên tay trái là chưa có con đường đâu, chỉ đi bên tay phải thôi. Đó là con đường cũ, để bên tay phải là con đường cũ, vì sẽ đi ngang qua nhà thờ Hà Dừa, qua thôn Trường Lạc của xã Diên Thạnh. Rồi em đi, đây là những hình ảnh của con đường mới nè. Và phía trước là cây cầu, cũng là mới xây luôn, mới làm xong luôn.
cái cầu đó thì nó kết nối từ con đường tỉnh lộ 2 qua bên kia, đó là con đường Nguyễn Huệ của khu đô thị Nam Sông Cái vậy. Rất là đẹp. Mới làm xong luôn. Ở bên tay trái vậy là cái bờ kè, bờ kè bên sông Cái cũng như là con sông Cái đi thẳng luôn á. Quý vị sẽ đi ra giao lại với con đường quốc lộ trên con đường Nguyễn Huệ, là con đường chạy dọc bờ kè sông Cái luôn quý vị, chạy dọc con sông Cái luôn á, rất đẹp luôn. Còn em đi qua đường này là con đường này, con đường bờ kè, cũng là con đường bờ kè mới mở sau này. Đó, con đường này cũng còn mới, mới từ cái thời làm với con đường tỉnh lộ 2 với cái cầu luôn á. Đây là khu vực bờ kè chạy dọc của sông Suối Dầu. Đoạn này vỉa hè rộng, vỉa hè này có thể dạo bộ tập thể dục buổi sáng rồi. Cây xanh này cũng trồng hết rồi. Biết mấy cây này là cây gì luôn rồi đó. Nhìn cái lá của nó to. Và đoạn này bên tay phải vậy là cái cầu Hà Dừa, qua cái cầu Hà Dừa là nhà thờ Hà Dừa. Đó, mình có thể thấy đây là những hình ảnh của cầu Hà Dừa và phía từ xa kia là nhà thờ Hà Dừa. Bên tay phải thì sẽ đi để tay phải là đi trên con đường Nguyễn Trãi ra giao lại với đường Lạc Hồng Quân, hướng ra là giao quốc lộ luôn đó. Con đường này vẫn là con đường Lý Tự Trọng. Con đường Lý Tự Trọng này là hướng này em đang di chuyển là đi vào cổng Tây của thành Vĩnh Khánh. Từ cổng Tây này đi thẳng trên con đường Lý Tự Trọng này, hết con đường này là qua cổng Đông của thành Vĩnh Khánh. Anh chứng hình quý vị đó là cổng Tây nè. Đây này là Lê Giao của Lê Tấn Tôn với Lý Tự Trọng. Quý vị các bạn đang đi vào bên trong, đang đi vào bên trong của thành Vĩnh Khánh ngày nay. Thì lúc trước thành Vĩnh Khánh là nó có 6 cửa vậy, cửa Đông, cửa Tây, cửa Nam, cửa Bắc. Nam Bắc có nghĩa là Tây Hậu và cửa hữu với cửa tả. Bây giờ là cửa hữu tả không còn nữa, giờ chỉ còn 4 cổng thôi, Đông Tây Nam Bắc, có nghĩa là Đông Tây Tiền Hậu. Bên tay phải vậy á, là hướng đi qua cửa Tiền. Bên tay trái là hướng đi qua cửa Hậu. Và đi ngược lại lúc nãy là đi cửa Tây. Và đi thẳng hướng này là quý vị sẽ ra cửa Đông. Em sẽ chạy thẳng hướng này ra cửa Đông cho cô chú cho bạn xem nha. Thì ngày nay thành Vĩnh Khánh bên trong thành thì là trung tâm hành chính của huyện và dân cư sinh sống. Ở ngay vị trí ngã ba này nè, quý vị rẽ bên tay trái á, là cái hướng mà đi vào cổng Tây, cổng Hậu của thành Vĩnh Khánh. Khu vực này đăng ký xe, bấm biển số nè.
Hai Bà Trưng, giao với Lý Tự Trọng. Và trước màn hình của quý vị đây là những hình ảnh của cổng đông của thành Diên Khánh này. Ra bên ngoài cổng là quý vị sẽ đi qua chợ Thành, rồi ra giao lại với đường Lạc Long Quân. Chỗ này là một cái quán cà phê khoảng dừng 6, khá là đông. Mời quý vị vào tham quan cái quán cà phê này nữa nha. Quán cây xanh rồi nhìn cũng khá là mát luôn vậy. Nằm trên con đường Lý Tự Trọng. Rồi thôi em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem video nha. Xin mến chào quý vị các bạn.